Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 42 đến trang 47. Bài 8, nét đẹp văn hóa Việt Nam, văn bản thông tin. Yêu cầu cần đạt: nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động. Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó, nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản. Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản, nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản in hoặc là văn bản điện tử. Nhận biết được đặc điểm và chức năng của số từ, viết được văn bản tường trình rõ ràng đầy đủ đúng quy cách, trao đổi một cách xây dựng tôn trọng các ý kiến khác biệt, trung thực khi tham gia các hoạt động. Thì mỗi dân tộc đều có những cái nét đẹp văn hóa riêng, thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, trò chơi, cách bài trí nhà cửa, chế biến món ăn, thưởng trà, chơi hoa, tất cả đều là di sản văn hóa mà cha ông để lại. Những nét văn hóa ấy chạy trong huyết quản của chúng ta và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Những cái văn bản thông tin trong bài học này sẽ giúp cho em nhận ra vẻ đẹp của những trò chơi dân gian, cách chơi hoa trong ngày Tết cổ truyền, từ đó góp phần gìn giữ, lưu truyền và lan tỏa những cái nét đẹp của văn hóa dân tộc. Như vậy làm thế nào để những nét đẹp văn hóa của cha ông được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay? Tiếp theo là phần đọc tri thức ngữ văn. Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động, cấu trúc và đặc điểm hình thức. Tiếp nối bài từng bước hoàn thiện bản thân thì ở bài học này các em sẽ được tìm hiểu thêm về cấu trúc và đặc điểm của loại văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong một trò chơi hay là hoạt động. Về cấu trúc thì loại văn bản này thường có 3 phần. Phần 1 sẽ giới thiệu mục đích của quy trình thực hiện trò chơi hay là hoạt động bằng một cái văn bản hoặc là nhân đề bài viết tên quy trình, ví dụ như là cách đọc sách hiệu quả. Phần 2 thì chúng ta sẽ liệt kê những cái gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện trò chơi hay là hoạt động. Phần 3 là trình bày các bước cần thực hiện. Đối với trò chơi, đó là quy tắc, luật lệ, hướng dẫn cách chơi. Đối với các hoạt động khác, đó là thứ tự các bước thực hiện hoạt động. Một số văn bản có thể có thêm phần giải thích sự cần thiết của mỗi bước thực hiện. Về đặc điểm hình thức thì loại văn bản này thường sử dụng các con số 1, 2, 3. Từ ngữ chỉ thời gian như là đầu tiên, tiếp theo, sau cùng, hoặc là chỉ thứ tự, thứ nhất, thứ hai để giới thiệu trình tự thực hiện. Dùng từ ngữ miêu tả chi tiết, cách thức hành động và một số thuật ngữ liên quan. Sử dụng câu chứa nhiều động từ, câu khiến để chỉ hành động hoặc yêu cầu thực hiện. Dùng hình ảnh minh họa, sơ đồ chỉ dẫn, đề mục để tóm tắt thông tin chính. Từ xưng hô ngôi thứ hai, ví dụ như là bạn để chỉ người đọc. Tiếp theo là về cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin. Thì văn bản thông tin có thể triển khai ý tưởng và thông tin theo một số cách như sau. Theo trật tự thời gian, trình bày thông tin theo thứ tự xuất hiện của sự vật, hiện tượng hay là hoạt động. Tiếp theo, theo quan hệ nhân quả. Thì trình bày thông tin theo quan hệ ý nghĩa nhân quả bằng một số từ ngữ như lý do, của, nguyên nhân, của, vì, nên, do đó, v.v. Theo cái mức độ quan trọng của thông tin như là thông tin chính được ưu tiên trình bày trước hoặc là sau, hoặc là được làm nổi bật bằng cách in đậm, tô màu, gạch giới hoặc là lặp đi lặp lại. Thì khi viết thì người viết cần có thể khi viết thì người viết có thể kết hợp với nhiều cách triển khai ý tưởng và thông tin, nhưng thường chọn một cách triển khai chính để làm nổi bật thông tin. Thì trong cái văn bản thông tin giới thiệu một cái quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động thì người viết thường chọn cái cách triển khai ý tưởng và thông tin theo trật tự thời gian để làm rõ cái quy tắc hoặc là luật lệ của trò chơi qua việc trình bày thứ tự các bước cần thực hiện. Thì đó là cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin. Tiếp theo về số từ. Số từ là những cái từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng của sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Số từ chỉ số lượng bao gồm số từ chỉ số lượng chính xác, ví dụ như 2, 3, 4. Số từ chỉ số lượng ước chừng, ví dụ vài, 15, dăm. Ví dụ như hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoằn ngoạc như hai lưỡi liềm máy làm việc, tố hoài, dễ mèn, phi lục ký. Rồi,
Đã vậy chưa hạ trầu, tao hái vài lá nhé cho bà vợ cho mẹ đừng lụi đi trầu ơi. Trần Đăng Khoa đánh thức trầu. Thì khi biểu thị số thứ tự của danh từ thì số từ thường đứng sau danh từ, chẳng hạn như là nhà 17, phòng số 6 hoặc bàn thứ 3. Ví dụ như muốn thắng được lời thì phải kiếm được một con dế lửa thứ hai. Chiến hơn, lì hơn, ngon hơn, Nguyễn Nhật Ánh tuổi thơ của tôi. Tiếp theo là văn bản trò chơi cướp cờ theo Nguyễn Thị Thanh Thủy. Chuẩn bị đọc, các em quan sát nhan đề và hình ảnh minh họa của cái văn bản này, rồi chúng ta hình dung về cách chơi của trò chơi cướp cờ, chia sẻ với các bạn về sự hình dung ấy của em. Rồi như vậy chúng ta sẽ quan sát hình ảnh các trò chơi. Thì trò chơi gồm hai đội chơi có số lượng bằng nhau từ 5 đến 6 bạn. Đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình, đếm theo thứ tự số 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn phải nhớ số của mình. Thì khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ. Khi quản trò gọi số nào thì số đó phải về. Một lúc thì quản trò có thể gọi 2, 3 bốn số. Tiếp theo trải nghiệm cùng văn bản. A. Mục đích: góp phần rèn luyện thể lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lý cho người chơi, tạo không khí vui vẻ, thi đua, tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi. B. Chuẩn bị: số lượng người chơi không hạn chế, chia thành hai đội A và B. Mỗi đội từ 5 người trở lên, người chơi của mỗi đội được sắp xếp theo thứ tự quy định như 1, 2, 3, 4, v.v. Chọn địa điểm chơi rộng rãi, bằng phẳng như sân nhà, sân trường, sân điểm vui chơi. Vẽ một vòng tròn nhỏ giữa sân, ở giữa đặt một cây cờ hoặc là chiếc khăn, cành lá tượng trưng cho cờ. Kẻ vạch móc xuất phát tại mỗi đầu sân chơi, khoảng cách từ vòng tròn giữa sân đến các vạch móc ấy phải bằng nhau. C. Hướng dẫn cách chơi. Đầu tiên, người chơi của hai đội đứng thành hàng ngang theo thứ tự trước vạch móc tại hai đầu sân chơi. Tiếp theo, trọng tài điều khiển cuộc chơi đứng giữa sân hô to số thứ tự nào thì người chơi có số tự đó của mọi đội cùng chạy nhanh lên vị trí cắm cây cờ ở giữa sân. Lừa thế, xô qua, đẩy lại để tìm cách giật cho được cây cờ. Người chơi nào cướp được cây cờ thì chạy thật nhanh về cho đội mình, còn người của đội kia sẽ tìm cách chặn để cướp lại cây cờ bằng cách đập vỗ vào người chạy cầm cờ. Người cầm cờ bị đập vỗ phải bỏ cờ xuống đất và người kia cướp cây cờ chạy về đội mình. Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục cho đến khi người chơi nào về đến đội của mình với cây cờ trên tay là thắng cuộc và được tính điểm. Sau đó, cờ lại được đặt vào vị trí quy định để trọng tài hai người chơi gọi hai người chơi tiếp theo của hai đội tham gia. Trò chơi lại tiếp tục cho đến hết số người chơi của hai đội. Khi chơi cần lưu ý, người chơi chỉ được lên cướp cờ khi trọng tài gọi đúng số thứ tự của mình. Chỉ được đặt vỗ nhẹ lên lưng chơi người chơi đối phương khi họ cầm cờ. Khi người chơi đã cầm cờ chạy qua được vạch của đội mình thì người chơi của đội kia không được đặt vào người bạn chơi. Trọng tài có thể gọi nhiều cặp đôi của hai đội cùng lên cướp cờ. Kết thúc cuộc chơi, đội nào được nhiều điểm hơn, được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. Phần thưởng cho đội thắng có thể là hiện vật hoặc là đội thua cổng một vòng quanh sân. In trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng 2014. Như vậy, các em vừa đọc qua các văn bản trò chơi cướp cờ. Tiếp theo là phần suy ngẫm phản hồi. Tìm trong văn bản trên những thông tin về luật của trò chơi cướp cờ. Thì chúng ta hãy đọc kỹ văn bản. Thì người chơi, những cái thông tin về luật chơi của trò chơi cướp cờ đó là: người chơi chỉ được lên cướp cờ khi trọng tài gọi đúng số thứ tự của mình. Chỉ được đặt vỗ nhẹ lên người chơi đối phương khi họ cầm cờ. Khi người chơi đã cầm cờ chạy qua được vạch của đội mình thì người chơi của đội kia không được đập vào người bạn chơi. Trọng tài có thể gọi nhiều cặp đôi của hai đội lên cùng cướp cờ.
Kết thúc cuộc chơi, đội nào được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. Phần thưởng cho đội thắng có thể là hiện vật hoặc là đội thua cộng một vòng quanh sân. Tiếp theo số 2 nhỏ, theo em để ghi được điểm trong trò chơi này thì đội chơi phải làm gì? Thì để ghi điểm được trong cái trò chơi này thì người chơi phải chạy lên vừa lấy được cờ từ giữa sân sau tiếng hô của trọng tài và chạy về đến vạch của đội mình với cây cờ trên tay mà không bị bạn chơi ngăn cản hoặc là đập vỗ nhẹ lên người. Tiếp theo câu 3, mục đích của văn bản trò chơi cướp cờ là gì? Những cái đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy? Thì mục đích của trò chơi cướp cờ đó là giới thiệu với bạn đọc về hình thức, cách chơi và luật chơi trò chơi cướp cờ. Thì đặc điểm giúp em nhận ra mục đích ở đây, tên nhan đề trò chơi cướp cờ. Về cấu trúc thì có 3 phần, A là giới thiệu mục đích của quy trình, B là liệt kê những thứ cần chuẩn bị trước khi chơi, và C là trình bày cách chơi. Về từ ngữ thì sử dụng những từ ngữ chỉ thời gian như đầu tiên, tiếp theo. Về loại từ, câu sử dụng nhiều động từ. Về đề mục thì sử dụng đề mục để tóm tắt những thông tin chính của văn bản. Tiếp theo câu 4, thông tin trong văn bản trò chơi cướp cờ được triển khai theo cách nào, dựa vào đâu mà em xác định được cách triển khai thông tin ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản? Thì thông tin trong văn bản trò chơi cướp cờ được triển khai theo thứ tự thời gian, dựa vào bố cục của văn bản. Từ phần chuẩn bị đến hướng dẫn cách chơi, tác giả đã trình bày thứ tự các bước cần thực hiện. Tác dụng cách triển khai thông tin theo trật tự thời gian là cái phương pháp hiệu quả để thực hiện mục đích của văn bản, giúp bạn đọc dễ dàng hình dung thứ tự các bước chơi và nhiệm vụ của từng người chơi. Tiếp theo câu 5, hình vẽ trò chơi trong văn bản có tác dụng như thế nào đối với việc trình bày thông tin của văn bản? Thì hình vẽ trong trò chơi, trong văn bản được dùng để tóm tắt minh họa thông tin về cách chơi. Thì thông tin này về các cách chơi không những được đọc hiểu bằng kênh chữ mà còn được minh họa bằng kênh hình. Từ đó người đọc dễ dàng hình dung bao quát được các cách chơi của trò chơi. Tiếp theo câu số 6, viết một đoạn văn khoảng 100 chữ nêu vài ưu điểm của trò chơi dân gian, cướp cờ, đá cầu kéo co so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ. Như vậy chúng ta sẽ viết một đoạn văn khoảng 100 chữ nêu vài cái ưu điểm của trò chơi dân gian, ví dụ như trò chơi cướp cờ, đá cầu kéo co so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ. Ví dụ đoạn văn tham khảo. Xã hội ngày càng phát triển, nền công nghệ điện tử cũng ngày một hiện đại, góp phần tạo ra vô vàn những trò chơi điện tử đa dạng. Trò chơi điện tử thì thu hút người chơi bởi sự hiện đại, phong phú và nội dung lôi cuốn thế. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một số ưu điểm nổi bật của trò chơi dân gian so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ. Trò chơi dân gian như cướp cờ, đá cầu, kéo co không những tạo ra không khí vui vẻ mang tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi mà còn góp phần vào rèn luyện thể lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lý cho người chơi. Đặc biệt, trò chơi dân gian còn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt Nam.
Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn 7. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.